Nhìn con nước ngoài sông ta chạnh lòng bao niềm nhớ, cơn gió khẽ lay cành cũng xao động cả tâm tư. Bởi quê hương luôn là chốn tìm về, là liều thuốc chữa lành bao vết thương trong cuộc sống. À, cô chú anh chị và các bạn ơi, đây là những đơn hàng của shop chị Hồng Loan đang cho lên xe của bưu điện để gửi đi bà con cô bác ha. Đây là anh Khoa, chị Ngọc với chú Chánh đang phụ. Anh trai đây là check những đơn hàng này, cô chú anh chị và các bạn để đưa lên xe. Phía bên trong kia là chị Thảo. Mới chụp lén là được tắm rồi nha, đi vô rồi. Chị Thảo ngại, chị Thảo đi vô rồi cô chú anh chị. Rất là nhiều đơn hàng bà con cô bác mình đợi nha. Đợi trong vòng vài bữa nữa thôi thì sẽ có những món đồ ăn vặt gửi đến bà con cô bác mình. Trên những thùng đồ ăn vặt như thế này là có cái tem của chị Hồng Loan nè cả nhà. Đó. Nè, có cái tem này của chú anh chị. Cai Lậy Tiền Giang. Đó. Chị ở Cai Lậy Tiền Giang chuẩn bị có hàng nha. Ở trong là chị Ngọc của chú chị anh Khoa. Ở phía bên kia thì khách hàng vẫn đến mua ủng hộ cả nhà. Bên đây thì hàng nào đóng gói thì bắt đầu chuyển qua bên đây cho nó gọn về một khu, rồi sau đó là xe của bưu điện tới cả nhà. Những thùng to to như thế này là những thùng yến của chú chị, rất là nặng ha, hàng dễ vỡ nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi xong rồi cô chú chị và các bạn ơi, cả nhà mình đợi trong vài hôm nữa thôi thì sẽ có hàng tới tay của mình ha cô chú anh chị. Không quay cái bình hàng của chị được không? Đó, đó chị mua, chị hả? Chị mua mít sấy hả? Không, chùm ruột, kẹp hạt, khoai lang. Ôi, rất là nhiều ha, ủng hộ chị Hồng Loan cô chú anh chị. Dạ cô chú anh chị ơi, thì bên trong shop của chị Hồng Loan có một khán giả vừa mới bước xuống xe hơi vào để ủng hộ chị Hồng Loan. Ở đây em thấy có một cái món quà cho bé cô Bill cái gì nè cả nhà. Nó giống giống cái món cái này là cái máy giữ nhiệt các cả nhà. Giống như cái máy ủ sữa cho bé cô Bill của chú anh chị và các bạn. Đó.
bé Cô Bill có quà cả nhà. Đây, đó cô chú anh chị, anh ở đây cô chú anh chị và các bạn ơi, đây là khán giả nè ha. À, mua rất là nhiều vào shop chị Hồng Loan, mua rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Bây giờ đang ra ngoài anh Khoa này hỗ trợ giúp để lên xe cô chú anh chị. Hồi đó là yêu thương chị Hồng Loan lắm luôn cô chú anh chị ơi. Vào shop chị Hồng Loan rất là lâu và đi ra ngoài xách theo những món đồ ăn vặt. Rồi cảm ơn chị, cảm ơn chị, chúc chị nhiều sức khỏe nha. Shop của chị Hồng Loan sẽ mở cửa vào lúc 8 giờ sáng nha cả nhà và đóng cửa 9 giờ tối hàng ngày. Đây, đây là số điện thoại của shop chị Hồng Loan nè, 0819581987 hay cả nhà ha. Cô chú anh chị mình có thể đặt hàng qua số điện thoại đó. Dạ cô chú anh chị ơi, thì anh luật sư hình sự tới nha cả nhà. À, đi vào nhà chị Hồng Loan rồi nè cả nhà. À, có lẽ là có một cái chuyện gì đây đang bất ngờ chuẩn bị xảy ra nè cả nhà. Cô chú anh chị. Đó. Xe này là của anh luật sư mà anh tên là luật sư Kha đó cả nhà. Mai mọi người hay còn gọi là còn một cái tên đó là luật sư hình sự, anh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Hồng Loan. Cô chú anh chị, em bị nhạt mũi sổ mũi, cô chú anh chị mình thông cảm nha. Có ai tới không? Không. Anh luật sư. Anh luật sư hả? Luật sư hình sự. Không biết hả? Luật sư này tên là luật sư Kha. Luật sư Kha hả? Ừ. À, mà mọi người hay còn gọi là luật sư hình sự đấy. Luật sư hình sự thì giống công an quá anh. Có nghĩa là anh đang đảm nhận cái một cái trách nhiệm là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho chị Hồng Loan về vấn đề cái mảng hình sự. À. Còn luật sư mà Ngọc á là luật sư dân cái gì, dân sự hay sao? Tranh chấp về tài sản. Dân sự không? Ừ. Còn luật sư này á là về cái mảng là hình sự, là có nghĩa là em không biết nói sao nữa. Có nghĩa là y chang như là bảo vệ chị Hồng Loan. Về cái mảng là hình sự. Bảo vệ chị Hồng Loan để mà tránh những cái đối tượng mà có cái ý đồ mà kiểu như là sự. Mà ám với lại gây bất gây cho chị Hồng Loan rồi như là bất lợi nhiều lo á đó. Nhưng mà luật sư này tên là tên anh tên là Kha. Mà anh là một người tình nguyện giúp đỡ chị Hồng Loan. Wow. Miễn phí luôn. Trời ơi. Không có mắc phí nha, miễn phí nha, như một người thân trong gia đình vậy đó. Rất là mừng luôn á. Tại vì cũng quá là nhiều người tốt rồi, giúp luôn chị Hồng Loan, giúp đỡ chị Hồng Loan trong cuộc tranh chấp tài sản như thế này. Đúng rồi. Mừng luôn. Đúng rồi. Mọi người hay gọi anh là luật sư hình sự. Hôm bữa thì chị Ngọc thì cũng có chia sẻ tại sao có tên là luật sư hình sự, tại vì ảnh ít ai biết ảnh, với lại ảnh đang thụ lý về cái án là hình sự, anh đang giải quyết về cái án hình sự đó, nên hay mọi người hay gọi là luật sư hình sự bí ẩn. Anh đang đi vào bên trong để gặp chị Hồng Loan để chắc là giải quyết về những vấn đề còn cần phải giải quyết. Thấy anh đem theo một cái túi sách, các giấy tờ gì đấy, bổ sung giấy tờ tranh chấp gì đó. Tại vì sắp tới đây là chị Hồng Loan sẽ giải quyết cái vụ mà ra tòa nè. Ừ. Ngày nào mấy anh biết, mấy anh em biết không? Trong tháng 12 mà không biết ngày nào. Ừ. Chưa xác định được ngày nào thấy không? Đúng rồi. Chồng không thấy được ảnh rồi của chú chị, đó ảnh vô chồng anh đóng cửa rồi của chú chị ha. Đây là công việc cũ nãy đi. Nói chung á là nhiều anh em, nhiều chị Hồng Loan á, đôi khi á cửa hàng hay đóng cửa, không mở cửa trực tiếp ra, tại vì nhiều lý do.
Lý do là nhiều anh em mới tới đây quay mà cứ thấy mở cửa là cứ chạy lại cửa quay không ạ. Đôi khi những khách hàng người ta không muốn quay, không muốn ghi hình trực tiếp lên. Thì mấy anh em quay quá thì bắt buộc mình vô phòng mới đóng cửa lại đây nè. Đa số là món tôm cháy rồi đó, rất là nhiều đồ chú chị mình thích luôn á. Dạ chị Hồng Loan có 3 loại tôm cháy nha. Loại nào cũng nào? Tôm cháy chà bông, cơm cháy hành, cơm cháy hành tỏi, cửa lon cơm cháy hành rong biển. 3 loại. À 3 loại đó thì nó có khác trên nhau về giá tiền không anh? Ờ giá bằng nhau ạ. À. Không biết nữa. À, mấy loại kia là giá 75 là 2.150. Còn cái nhiều khi nhiều khi vô chổng mua cho khách hàng của chú anh chị thì cũng không có để ý cái giá cho lắm. Ở đây 75 hả? 75, 2.150. Nhớ em có một loại 45 đó mà ta. Ban ngày cô chú chị đứng từ xa mà để quay cho cả nhà mình thấy bên trong nó mờ lắm, nó tối lắm, thấy được. À, nó bị ngược sáng. Anh Thành Mỹ đang ở bên trong kia cả nhà. Thành Mỹ, ngoài máy tính à? Cùng với anh Pha hỗ trợ cho một lót. Ngoài máy tính à? Sáng giờ chuyến hàng này là chuyến hàng thứ tư, thứ năm rồi đó. Rồi chưa? Chuyến hàng thứ tư, thứ năm rồi đó. Là sáng thì giao rong biển, giao giao khô bò hay sao á, nhiều lắm. Mấy chuyến hàng rồi đó, chuyến hàng này là chuyến hàng thứ ba, thứ tư rồi. Lịch sử vào bên trong khá là lâu anh cô chú anh chị. Hy vọng là một chút xíu nữa đây thì sẽ có kết quả. Không biết là luật sư có chia sẻ không nè. Trời ơi, còn Lucky của chú anh chị. Còn Lucky của bác Năm đang giải quyết bầu tâm sự. Một ngày chắc gặp con Lucky nó ra ngoài chắc biết bao nhiêu lần. Đó, thưa cô chú anh chị mình chờ xem giây lát nha, có kết quả gì em sẽ tiếp tục cập nhật tình hình cho cô chú anh chị mình nha. Và bây giờ em xin phép xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Cảm ơn cả nhà mình nha. Cô chú anh chị ơi, luật sư ra nè cả nhà. Dạ chào luật sư. Luật sư mới vừa vào bên trong ra. Em chào luật sư nha. Ôi, xin chào nha. Dạ. Luật sư tên Kha. Luật sư Kha đến để gặp chị Hồng Loan rồi đã đi rồi cô chú anh chị và các bạn.